Sát thủ là chất tướng mà anh em rank Việt nhà mình cực kỳ ưa chuộng. Đi từ top, rừng, cả mid và cả trợ thủ như Enzo mới làm lại bộ kỹ năng. Sau những tiềm thức của anh em, rank đơn đó là cứ cầm tướng con đam, gánh tìm nó lại dễ. Vậy tại đầu mùa S4 2024 này, đâu vị tướng sát thủ được chơi nhiều nhất? Nếu anh em chưa biết thì đăng đài là máy chủ được đội ngũ chỉnh sửa chọn làm căn cứ để sửa tướng nên mới có clip này đó, giúp anh em ướm thử sức mạnh coi tướng thủ của anh em có nguy cơ bị giảm sức mạnh hoặc là được tăng sức mạnh không nhá. Bắt đầu thôi. Top 5, Rat. Chắc hẳn anh em bây giờ còn bất ngờ với việc là Rat xuất hiện ở chất tướng sát thủ rồi đúng không? Giống kiểu Brian sát thủ mà anh em tưởng là xạ thủ đấy. Khi mà các vị tướng sát thủ khác, đa phần chúng ta quen ở vị trí đó chính là top, rừng và đôi khi là trợ thủ. Nhưng với Rat chắc chắn 90% là đi mid rồi. Và chỉ 1% còn lại anh em học theo khoa và đi trợ thủ hoặc đi rừng mà thôi. Và với 14% tỷ chọn, Rat đứng vững ở vị trí top 5 sát thủ. Nếu đá qua một chút ở vị trí đường giữa thì Rat cũng vừa sinh ở vị trí top 5. Có thể thấy bây giờ ở giải đấu, Rat không còn là con bài quá hot. Tuy nhiên rõ ràng nhá, ở trong rank thì đây lại là một con bài quá hợp gu của nhiều anh em. Sát thương dồn siêu mạnh, khả năng cấu rỉa cũng không phải là dạng vừa. Tuy nhiên cả hai yếu tố trên chỉ đúng nếu địch không quá trâu và đầu tư nhiều vào đồ kháng phép. Một điểm thể hiện sự khác biệt giữa giải và đấu rank đó anh em, chưa cần đến những tanker cứng đâu. Ở giải, việc mid hay là xạ thủ họ chủ động đóng đồ kháng phép, hay cụ thể là Huân Lương Choi hoặc là Giáp Gea, khi kẻ địch có Rat nói riêng và mấy con phép khỏe khác nói chung là không lạ. Dù đó có thể là Elsu hay là Iggy, những con bài có sải chiều siêu xa để có thể giữ vị trí. Rat nguy hiểm ở cái không chỉ là sát thương mà còn rất nhiều hiệu ứng khống chế đi kèm. Đó là lý do vì sao khoa nha cứ khăng khăng đòi pick Rat đó anh em. Vì bản chất là một sát thủ mà, nên giai đoạn hoạt động mạnh nhất của Rat sẽ là tầm đầu và giữa game. Với tình huống đứng bụi cũng như là cấu rỉa và phối hợp đồng đội để có thể dồn đam kẻ địch. Về giai đoạn cuối game thì nhà nói đó, tùy thuộc vào team kẻ địch ra sao thì Rat có thể dễ dàng thi triển vào công. Nếu kẻ địch không quá trâu thì khả năng cấu rỉa với cú chiêu 2 là siêu đau. Còn lại nhá, anh em cứ rình tung ra một chuối combo kèm tốc biến thẳng vào đầu chủ lực kẻ địch. Đó là điều cần thiết kể cả là phải đổi mạng. Tất nhiên rồi, nếu khó quá chúng ta cũng có thể đánh được kiểu là cover chủ lực, chỉ là đánh như vậy đấy ạ, nó hèn chứ tướng của Rat ra. Top 4, Enzo. Tất nhiên rồi, một con bài đã hot từ trước đó và sau lần chỉnh sửa này ở mùa S4, việc Enzo tiếp tục là một cái tên hot ở bảng xếp hạng 15%, giúp Enzo đứng ở vị trí top 4 và đang tăng trưởng từng ngày. Lưu ý, thời điểm chém game lấy số liệu làm video thì rank đài mới trải qua 7 ngày reset thôi. Nên thời điểm anh em xem video cũng như là khi chém game ngồi viết bài này đã có sự khác biệt. Và theo dự đoán của Tràm Game thì việc Enzo chiếm lấy top 1 hay là top 2 tỷ chọn sát thủ là điều không bất ngờ. Bên cạnh việc anh em game thủ lựa chọn test Enzo để đẩy tỷ chọn của anh ta lên thì thực sự Enzo ở meta này nó quá xứng đáng để chơi đi. Tất nhiên vai trò ưu tiên và phổ biến nhất xu hướng hiện tại vẫn là đi trợ thủ. Việc móc chiêu 2 của Enzo trở nên dễ dàng và hụt nhá, còn chiêu cuối quá đơn giản và liên tục đúng không? Không chỉ khiến Enzo nguy hiểm với cú lật mắc về mà còn khiến Enzo trở nên trâu bò hơn. Nên nhớ, khi anh em chắc ná chúng, Enzo sẽ được giảm sát thương rất là căng từ mục tiêu bị dính xích. Thành ra khi kết hợp một bộ trang bị tanh, biến Enzo trở thành bức tường càn quét cực kỳ khó chịu. Tất nhiên rồi, so độ trâu với tụi Skirt Toro đấy ạ thì đương nhiên là không bằng. Nhưng riêng với tụi đấu sĩ là sát thủ khác thì Enzo lại thoải mái con gà mái đi. Dù hiện tại nha, Enzo trợ thủ là xu hướng vì ngay cả các chỉnh sửa của game cũng hướng chúng ta đi trợ thủ mà. Thế nhưng chắc chắn Enzo ở rank đi rừng không phải là ý kiến tệ. Có thể khả năng can thiệp sớm là không quá nhiều và liên tục được. Thế nhưng cái lần can thiệp của Enzo nó lại cực kỳ hiệu quả và đáng gờm. À, chúng ta cũng nên tận dụng được chỉ là cái lò xo để kiếm chiếc con đầu với Enzo và đồng đội nhé. Tuy nhiên thay vì ra đường mid, TNG thấy rằng Enzo nảy ra hai cánh nó sẽ hiệu quả và bất ngờ hơn. Anh em thấy sao? Top 3, Ngộ Không. Ngộ Hà cũng là con bài được hiệu chỉnh sức mạnh ở mùa S4 này đó. Đồng ý là sát thương gây ra nó có bị giảm đi, nhưng đố mấy con máu mỏng nha, tầm dừa cuối game dám ra cho Ngộ Không có tiền ở gó đó, nó lại cho ba gậy điếm xưa luôn chứ ở đấy mà coi thường. Với 16.36% tỷ chọn, Ngộ Không tiếp tục on top sát thủ rank đài. Và không chỉ có rank Việt mình mới ưa dùng Ngộ Không đâu nhá, chắc chắn có bài late game như Ngộ Không việc ưu tiên farm là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên việc ngủ trong rừng ôm trụ to bên chết là không nên chút nào, vì việc đi gank cũng như là tham gia tranh là cần thiết, nhưng đó là khi anh em thích cầm Ngộ Không đi solo thôi. Chứ với cá nhân trải game nhá, Ngộ Không đi rừng nó mới ba nhất. Thế nhưng việc lựa chọn thời điểm gank và đi farm là rất quan trọng. Mà nói chứ anh em cảm thấy không, Ngộ Không là một trong vị tướng đôi khi cần skin chúng ta mới cảm thấy là combo mượt mà không nhỉ? Tuy nhiên về skin thì nói thế thôi, chứ mà gó không ra chí mạng là thành ngộ độc luôn. Bởi Ngộ Không nha, đôi khi anh em cầm 80% tỷ chí mạng, chúng ta cũng có tỷ lệ vụt xịt chí mạng đó. Riêng con Ngộ Không này, nó là tỷ chọn cao, thế nhưng anh em để ý, càng rank cao, Ngộ Không càng ít xuất hiện và càng khó chơi hơn. Bởi lắm lúc chưa kịp lên game, đã hành ngầm mồm rồi. Anh em tưởng tượng đi, ví dụ đi đường nha, gặp bọn như là bọn Skirt, Quy hay là Richter nó đấm tròi đỡ hộ. Trước khi đi rừng gặp các vị tướng sát thủ đánh sớm khỏe quá đấy ạ. Hoặc là lên đánh cao đi, gặp kẻ địch chơi bài Slowbone với Minh cộng Văn Hên như cách mà các tuyển thủ hay áp dụng để đeo đánh đầu mùa đó, thì chơi Ngộ Không khác gì là chấp tướng đâu đúng không?
Top 2, Butterfly. Ngay cả ở rank Việt mình, Butter là vị tướng có số má đấy. Tuy nhiên không phải mức rank nào Butter được ưa chuộng đâu. Dù Butter thì còn là có bài sát thủ dễ chơi, dễ trúng thưởng, bởi chúng ta đâu cần sử dụng kỹ năng định hướng quá nhiều đâu đúng không? Tất nhiên việc vuốt chu cua để lựa chọn mục tiêu và tung ra liên tiếp với cú nhảy là cần thiết đó. Nhưng nếu anh em cảm thấy lười quá thì cứ nhấp auto thôi là được, nhưng phải cài đặt cho đúng nhé. Nếu bạn chưa biết thì Butter là gương mặt không hề lạ lắm ở bên rank này. Butter tiếp tục xuất hiện ở top 2 sát thủ với 16.47% tỷ lệ chọn. Butter nó không chỉ là nhiều sát thương mà còn cực trâu cơ, không tin ư? Không chỉ đến từ cái lượng giáp dày ở chiêu 1 mà còn đến từ khả năng hồi phục khá đều chiêu cuối. Một cái lý do mà Butter dù tỷ lệ chọn tổng rất cao nhưng càng lên cao và vào giải đấu vị tướng này càng ít xuất hiện. Lý do là chức tướng quá thủ của nàng đó. Cho anh em cũng biết một phần lý do mà con Aoi và Kira đang làm chùm ở trong meta đó là khả năng ra và áo tranh mượt mà kèm đó cái lượng sát thương sốc lớn. Thế nhưng Butter chỉ có đam thôi, chứ mà để đâm vào rút ra đấy ạ, nó lại quá khó đi. Thật ra cũng có thể rút ra đấy, nhưng chỉ là khi cái đỉnh nằm lại mà thôi. Chứ mà nhảy vào sai lầm một cái nhá, khả năng người ta sẽ có 30 giây rảnh để có thể cào phím đó. Nhưng Butter cũng dễ xanh và cũng dễ báo lắm nhá. Kiểu đôi khi xanh quá sớm là ảo tưởng cân năm vào những pha cần điều đó. Chưa kể một con Butter đáng sợ nhất phải là Butter có 3 stack trên người, chứ mà chỉ có 1 hay là 2 stack mà đánh ao tranh luôn đấy ạ, nó hơi mạo hiểm đấy nhá. Vì không phải Butter khi nào có thể dễ dàng hạ gục kẻ địch với chỉ một lần nhảy chút cuối, mà phải hai lần nhảy các anh em thì mới thể dễ dàng đuổi bắt kẻ địch được. Vì đâu phải lúc nào giao tranh cũng có lính quái ở cạnh để anh em lấy nội tại hoặc là có kẻ địch đang thoi thóp máu đâu. Top 1, Nagrod. Anh em bất ngờ không? Có thể nhiều anh em sẽ nghĩ rằng là Aoi đúng không nào? Với 19.38% tỷ chọn và với Nagrod chẳng game không cần phải nói quá nhiều vì lý do hắn ta ngư trị ở đây rồi đúng không? Ừ thì ở mùa S3 đấy ạ, một phần là do ảnh hưởng từ việc free skin siêu đẹp thì hiện tại bây giờ cơn sốt skin đã qua đi rất lâu và Nagrod vẫn ở đây. Cơ động cao, sát thương lớn, tướng thủ của rất là nhiều anh em và đặc biệt là tướng yêu thích của nhiều anh em set up khi đeo đanh mà có ai ra đấy. Và ở hiện tại nhá, Nagrod không chỉ là con đánh đầu và tầm giữa game mạnh mà hoàn toàn để kiểm soát mạnh ở tầm giữa ở cuối game. Quan trọng là cái thời điểm chúng ta lựa chọn ra vào tranh ra sao, và đặc biệt có con bùa xanh ở dưới chân hay không. Anh em đánh Nagrod mà chẳng may bị mất bùa xanh, nó khác gì là chấp 50% sức mạnh của con tướng này rồi đúng không? Nếu cái địch cướp thì còn đỡ nhá, chứ mà để đồng đội la liếm đấy ạ, đúng cay luôn. Và anh em nào mới chơi Nagrod chắc chắn sẽ có cảm giác chính là lướt chiêu 1 có được mắc tầm đúng không? Thật ra cái vấn đề này anh em chỉ cần luyện tập một chút thôi sẽ xử lý rất là dễ dàng. Cách khắc phục ngoài việc là luyện tập thì rất là đơn giản thôi. Anh em thể đổi vị trí chiêu 1 với kỹ năng khác, có thể là chiêu cuối hoặc là chiêu 2 tùy độ thuận tay của anh em. Còn cách đổi ư? Trong game có ai cài đặt nút đâu. Có một tuyển thủ đánh giải bên Thái cũng đổi vị trí nút đấy. Anh em biết là ai không? Hoặc nếu anh em đã quen với vị trí nút rồi thì có thể chọn cách di chuyển cụm chiều lên cao. Tuy nhiên nếu đã quen với cụm nút trước đây thì khi mới đổi vị trí chắc chắn sẽ có chút bờ ngơ đó. Tạm gác vấn đề đó đi. Có một cái lối đánh mà dạo đây anh em đeo đánh sẽ gặp rất là nhiều, đó chính là rừng sẽ lên top gank ngay được cấp độ 1 để có thể ăn chung lính và tối ưu cái lượng tài nguyên với hai con quái ở sông. Và Nagrod là bài đánh có thể sử dụng cách này rất là ngon. Tuy nhiên chúng ta có thể lựa chọn lối đi khác là trong khi kẻ địch đang lên top áp lực thì chúng ta có thể mò vào rừng kẻ địch và xin con bùa. Thật ra hiệu quả không phải là quá lớn vì với một tân lính ở top và hai con quái nhỏ ở sông thì dù rừng kẻ địch bị cướp bùa xanh thì vẫn nhảy 4 được mà. Nhưng với con kiểu như là Nagrod hay là Kira mà gank top ở dưới xong quay ra bị mất bùa xanh đấy ạ, nó lại cả một vấn đề lớn đó. Và đó là bị tướng sát thủ on top ở bên rank đài. Anh em có cảm thấy bất ngờ không? Bởi vì TNG nghĩ rằng nhiều anh em sẽ nghĩ những cái tên như là Kira, Aoi đúng không? Nhưng anh em biết đó, cái này là tướng được chọn chơi nhất ở mọi bậc rank, chứ không phải là các vị tướng đang hợp meta nhất. Các vị tướng hợp meta đấy ạ, TNG sẽ gửi tới cho anh em ở video lần sau nhá. Anh em ơi, đã xem tới đây rồi, đừng quên tặng TNG một like và bấm nút đăng ký kênh nhé, vì nó miễn phí mà. Cảm ơn anh em rất nhiều.